mặc dù lần đầu gặp gỡ nhưng mà nói chuyện rất là người Bắc người ta gọi là đong đưa ấy chị. Tôi nghĩa là nói chuyện rất là thoải mái như kiểu quen nhau từ mấy trăm năm rồi ấy. Từ trong tiềm thức đúng không? Nhưng mà em có cái kiểm tra riêng của em. Ví dụ như là thỉnh thoảng anh này vào đi tắm thì em sẽ mở Facebook ra em xem tin nhắn nhắn những ai, điện thoại nhắn với ai rồi lại. Ủa có. Hai em lấy nhau lâu chưa? Dạ tụi em lấy nhau được chừng 7 tháng ạ. Em đang có tin vui đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ hay vậy ta. Mấy tháng rồi? Dạ thì em được 5 tháng ạ. Trước khi xin chúc mừng hai vợ chồng em dạ, đón nhận tin vui này. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Thu Hương, năm nay em 26 tuổi, em là tiếp viên hàng không ạ. Còn em? Dạ em là Đỗ Đình Hiển, năm nay em 27 tuổi, em cũng là tiếp viên hàng không. Hai em là gặp nhau ở một cái nơi nào? Cái bối cảnh mà gặp nhau á là tụi em hôm đấy là đi bưng quả cho một cặp đồng nghiệp trong công ty. Thì em là bưng quả cho bên nhà trai, còn vợ em thì lại bưng quả cho bên nhà gái. Nói chung là cái ấn tượng ban đầu của em với vợ em á, cái hôm đấy em gặp á là không phải là cái vẻ bề ngoài, mà em lại ấn tượng là do là cái đồng hồ vợ em đeo. Nó hơi đặc biệt là chỗ này là thứ nhất là cái đồng hồ đó là đồng hồ của nam. Mà cái đồng hồ đó là đồng hồ em lại đang tìm. Cái cô gái này thứ nhất là cổ là nữ mà cổ lại đeo cái đồng hồ nam. Là một cái gì đó đặc biệt rồi mà lại đúng cái đồng hồ mà mình lại đang tìm, cho nên là thế là em mới tìm hiểu cô này như thế nào, coi là có hợp với mình hay không. Mà vì cái đồng hồ đó mà em có cái ấn tượng với bạn này. Dạ đúng rồi. Bắt đầu đến bắt chuyện. Không, em không bắt chuyện, tại vì lúc đó em cũng hơi nhút nhát xíu. Thì sau cái buổi tiệc á thì em mới về, em mới hỏi cô dâu là cho mình xin cái Facebook của cái bạn nữ đấy. Nhưng mà do là lúc đó do quá tập trung với cái đồng hồ cho nên là em tả cái hình dáng của vợ em nó không có được chính xác. Thế là cô dâu lại cho một cái Facebook của một người bạn đồng nghiệp cũng hôm đấy cũng bưng quả luôn. Không phải là cô này. Cũng vào cái Facebook cô đấy rồi em lại tìm cái cô này để mà em lại làm quen cô này. Hai vợ chồng chỉ chat qua Viber với Facebook, tại vì sau cái hôm đấy thì vợ em lại đi làm, nửa tháng sau thì mới quay về lại Sài Gòn thì mới là hai vợ chồng mới gặp. Bạn này có ấn tượng với bạn này liền không? Em thì thấy là đây là người đầu tiên á, mặc dù lần đầu gặp gỡ nhưng mà nói chuyện rất là người Bắc người ta gọi là đong đưa ấy chị. Tôi nghĩa là nói chuyện rất là thoải mái như kiểu quen nhau từ mấy trăm năm rồi ấy. Từ trong tiềm thức đúng không? Bao lâu thì tụi em mới yêu nhau? Cái sau cái lần đấy thì em mới bắt đầu em thích, cho nên là em muốn gọi là cua cô này, quyết định cua cô này. Tấn công. Thì mới hôm đấy mới sắp xếp nghỉ phép thì rủ cô này đi Đà Nẵng chơi, tại vì cô này cô có nói là cô rất là thích đi Hội An nhưng mà lại chưa có dịp đi. Mà Đà Nẵng thì là em lại đi rất là nhiều. Cho nên là cái Hội An là em rất là rành. Em chở cô này đi Đà Nẵng, đến Đà Nẵng chơi, xong rồi cả hai vợ chồng đi xe máy đến Hội An. Rồi chiều hôm ở Hội An thì em mới ngỏ lời, em tỏ tình. Vậy là bao lâu rồi? Cái tỏ tình nó đến cái lúc cưới nhau thì là bao thời gian? Dạ khoảng 1 năm vậy ạ. Bây giờ mới lấy nhau được 7 tháng. 7 tháng, dạ. Là tụi em khoảng gần 2 năm tìm hiểu và yêu. Dạ gần 2 năm. Rồi từ lúc mà chấp nhận ảnh rồi cho đến lúc cưới nhau thì có những cái khó khăn, có những cái trở ngại gì? Khi mà tụi em chuẩn bị đám cưới, em thì người Bắc mà anh ấy thì người Nam. Cái phong tục tập quán của hai miền nó rất là khác nhau. Nhà em thì yêu cầu là phải đám hỏi, đám đủ lễ. Nhưng mà anh ấy thì nói là không có đủ thời gian, cũng không có đủ phép để xin để mà ra Hà Nội nhiều như thế nữa. Nên là tụi em cái thời khoảng thời gian đấy cũng có căng thẳng, và thậm chí là đến trước ngày cưới thì vẫn căng thẳng với nhau. Ôi trời. Nhưng mà nào có suy nghĩ đời bị cưới không? Anh ấy đã nói với cả em, là nói trước mặt ba má luôn là ngày mai không cần cưới nữa. Ôi trời ơi. Khách khứa mời hết rồi. Dạ. Hú hồn không? Rồi cuối cùng làm sao để mà quê được? Tại vì em cũng thời điểm ấy em cũng bị áp lực. Trước đấy thì do cái hai bên gia đình chưa thống nhất được cái phong tục á, rồi lại gặp thêm cái là cái thời điểm ấy thì trong công ty cũng có cái cơ hội để mà thi lên tiếp viên trưởng. Vợ em thì lại một người rất là hiếu thắng, trong khi em là có cái người gọi là ăn phận. Em không có nhu cầu em thi lên, nhưng mà vợ em thì cứ muốn em phải thi. Thì vừa áp lực vừa phải đám cưới tổ chức mà vừa lại phải thi, cho nên là cả hai cái nó làm cho em nhiều khi cũng đuối sức luôn. Dạ, đúng rồi. Cho nên là cái đêm hôm đấy em thực sự là chịu hết nổi, bật lên nóng lên mình nói thôi ngày mai không tổ chức nữa, dẹp luôn.
mà như rất may là đã gọi là vượt qua được cái đêm đó, nhưng mà là ai đã hóa giải được cái sáng hôm sau em cũng chủ động em nhắn tin, một lát sau cũng thấy nhắn tin lại, nghĩ là em đã chịu đầu hàng trước. Em chịu xuống nước trước. Tối hôm đó em cũng rất là muốn nhắn tin, nhưng mà lại cứ đợi xem phút cuối nó như thế nào. Mừng quá. anh hỏi em, dạ. Vợ em á, anh nhìn rất rất là hiền thục, dạ. Nhẹ nhàng nè, thùy mỹ nè, thế thì ở nhà nghĩ nè. Cái động tác là thường là bối rối nè, suy nghĩ bối rối sao. Cái thằng tài anh ơi. Trời ạ, bây giờ cho em kể trước. Thì thứ nhất là nhìn như vậy thôi nhưng mà lại rất là bướng. Em không nghĩ là lại bướng như vậy. Mình đã nóng, bản thân mình đàn ông mình nóng, mà người phụ nữ cũng nóng theo. Thế là cái mâu thuẫn nó lại bị đẩy lên. Rồi lại ở rất là sạch. Sạch mà đến nỗi mà em sợ. Ví dụ như khi em tắm chẳng hạn, bình thường mình tắm xong ra thì mình cũng đã lau sơ trong đấy rồi, ok rồi. Mà ra thì vợ em lại, sao cái lưng nhiều nước quá vậy? Sao? Thôi để lấy cái lăn khăn lau. Mà đấy, cứ như thế, những cái nhỏ như thế, cứ để ý từng ly từng tí của em. Cho nên là nhiều khi em cũng rất là bực mình. Rồi còn chuyện gì nữa không? Rất là thích sống ảo trên Facebook. Nhìn Facebook hả? Đúng rồi. Tại vì ngày nào cũng lướt Facebook, sáng mở mắt ra là mở Facebook lên, coi từ trên xuống dưới, rồi đồng nghiệp, bạn bè có cái này đi kia lại cứ thế về. Sao anh không làm cho em cái này? Sao anh không giống như người ta, chồng người ta như thế này, cái thế nọ. Em thì rất là nhức đầu cái vấn đề đấy. Em nói mọi người có một cái cuộc sống riêng, mọi người có một cái cách thể hiện tình yêu riêng, chứ không phải ai cũng như ai. Giờ cái bệnh ghiền Facebook là như là của tất cả mọi người hay sao á? Em nãy giờ là chồng em nói những cái điều đó nó cũng khó chịu nha. Thì với ảnh làm điều gì cho em khó chịu? Em thấy anh ấy quá điệu trên mức cần thiết. Điệu ấy mà, điệu lắm luôn á. Tại vì em là con gái á, nhưng mà em cũng không điệu mức tờ. Tại vì bà này thì bà rất là man, bà rất là nam tính, chịu không? Tối ngày bà cứ thế đồ đàn ông, bà cứ thích dạng như mặc ra cái style mà đàn ông, chịu không? Mà em thì em thích phụ nữ, người ta nữ tính, dịu dàng này kia. Mà cứ thế cho nên là chồng em mua rất là nhiều quần áo về, mà có những đồ mà chưa mặc. Thậm chí là anh là người Sài Gòn, nhưng mà anh rất thích mua áo khoác, áo măng tô, áo lông, áo dạ, áo thước, áo... Sau đó, cái đợt hồi trước em còn đi bay á, đang đi làm xong rồi thấy tin nhắn là em thấy anh mua cái áo này đẹp không? Xong rồi mình hỏi là thế đang mặc ở đâu đấy? Bảo anh mặc trong nhà, anh khóa hết cửa xong anh bật điều hòa lên. Bảo là vì trời nóng quá nên anh bật điều hòa, anh mặc áo măng tô hay cho đẹp, thấy em thấy đẹp không, anh vừa mua áo. Mà thực sự là ở Sài Gòn thì không có thời gian để mặc cái áo đấy. Đúng rồi, mà mặc ra người ta nhìn dị hợp. Không phải, tại vì em thì cũng có đi bay những cái nơi mà lạnh, mùa đông lạnh, thì cho nên là em cũng sưu tầm, em cũng rất là thích, em chọn cái mẫu áo này kia mà. Vợ em thì lại nhưng mà cái chi tiết mà bật điều hòa cho nó lạnh lên mặt đó là anh thấy nó cũng bệnh lắm đó. Nhưng mà ở nhà có làm chuyện đó bao giờ chưa? Có, lâu lâu nhìn áo này đẹp quá xong rồi bắt đầu lại mặc áo vào, xong rồi tiếp tục đóng cửa bật điều hòa thế. hay thích ngắm mình trước gương để cảm thấy mình là tự tin, thì fashionista. Thế còn gì nữa không? Anh ấy thì em nghĩ là anh ấy không bị ghen đó. Em hay thử là hôm nay em đi làm gặp bồ cũ thế này kia, hoặc là bảo là đi chơi, đi chơi mấy giờ cũng được. Không có hỏi em là em đi chơi với ai hay là đi chơi đến ở đâu đi mấy giờ về, không có biết ghen nhất là gì hết. Ủa sao vậy? Em thì em tin vợ em, thì tại vì em hiểu, em nghĩ là em đủ hiểu vợ em là người như thế nào. Nhưng mà cuộc sống này nó đầy rẫy những mưu mô, những cạm bẫy. Nhưng mà thì không phải là em hoàn toàn là không theo dõi là như thế nào, nhưng mà mình có, nhưng mà mình là một cách tế nhị hơn, mình không phong có hả? Dạ đúng rồi, mình không có cầm điện thoại lên coi tin nhắn hay là kia. Em đi với ai, tuy là vợ chồng nhưng mà mình vẫn có cuộc sống riêng, mình tôn trọng cái cuộc sống riêng của nhau, cá nhân nhau. Chứ vợ em có đối với em như vậy không? Và em thì không ghen, nhưng mà cứ mỗi lần mà đến có lịch bay đi cái là tối hôm đấy là y như rằng là cứ giống như là hát cải lương ấy. Cứ không, anh ơi anh đi mấy ngày em ở nhà em ngủ mình buồn, có phải cứ mình ngủ chung mới chịu hay? Hương, em có ghen không? Cũng không ghen. Nhưng mà em có cái kiểm tra riêng của em. Ví dụ như là thỉnh thoảng anh này vào đi tắm thì em sẽ mở Facebook là em xem tin nhắn những ai, điện thoại nhắn với ai, rồi lại thế. Nhắn với ai? Ủa có. Mà trước khi nói điều này ra thì chồng em rất là tự tin. Hai vợ chồng em nói chung là rất là tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Cha, thôi bây giờ hớn rồi phải không? Em hoàn toàn không biết đến ngày hôm nay. Bởi vì anh nhìn thấy được cái thái độ của em.
Em không hề biết là vợ em có kiểm tra em. Em cũng nghĩ là vợ em cũng sẽ tôn trọng mà cũng không có coi này kia, nhưng chết mà giờ mới biết là lúc mình tắm rồi để điện thoại ở ngoài là cũng có coi. Chồng còn cái tính gì mà làm cho em không vừa ý nữa không? Anh ấy luôn luôn nghĩ là cuộc sống anh phải có không gian riêng á. Nên là khi mà về hai vợ chồng mà có nói nhau hay có vấn đề xảy ra, anh nó hay nói là anh quen với cuộc sống một mình rồi. Mà em thì nói là tại vì lấy nhau rồi thì là không gian của hai người, có cái gì thì anh cũng phải chia sẻ. Nhưng mà anh ấy thì không như vậy. Lúc nào anh cũng nói là anh từ trước giờ 20 năm sống một cuộc sống một mình, quen rồi, không gian một mình rồi, đừng có động với em, có không gian riêng cho anh em thì em không biết như vậy. Vậy giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Cái bướng tranh cảm cái vấn đề gì đấy thì vợ em cũng nên dịu xuống thì giải quyết mâu thuẫn nó dễ hơn. Chứ còn mình nóng, vợ cũng nóng, thế là cả hai đều cái tôi của mình, cho nên là khó có cái tiếng nói chung. Nhưng mà thường thì tụi em hay mâu thuẫn ở những vấn đề gì nhất? Em nghĩ là cái quan điểm sống của hai tụi em đôi lúc nó vẫn còn khác nhau, nó không có... Ở điểm nào? Ví dụ như là em thì trong công việc em rất là hiếu thắng và em muốn phải thăng tiến trong công việc. Nhưng mà chồng em thì luôn luôn nghĩ là em tạo cái áp lực đấy cho chồng em. Có nhiều lúc em nghĩ là thích là đàn ông thì phải có một cái gì đấy nó có thăng tiến hơn. Cái đó là cái mâu thuẫn lớn nhất đúng không? Bản thân hai đứa đều là con một, nên là cái việc mà không ai chịu ai á. Vậy thì có gì thì đều bộc lộ hết, bung bét ra xong lại huề ngay được. Trước hết á là chị rất là gọi là cảm ơn á, là vì tụi em đã tham dự chương trình và ngồi để sẻ chia với lại chương trình cái cuộc sống của mình. Chị thấy rằng á là với những người mà làm cái công việc như tụi em á thì những người rất là hiểu biết. Đó cho nên rằng không phải là dễ dàng gì để tụi em có thể chia sẻ cái riêng tư của mình. Nhưng mà khi tụi em xuất hiện ở đây thì có nghĩa là chương trình đã chạm được đến những cái điều mà những cặp vợ chồng á họ thấy là họ cần có cái sự sẻ chia với nhau. Đó thì đó là một cái điều mà chị rất là sung sướng. Cái thứ hai nữa là đúng là cái yếu tố nghề nghiệp của tụi em á nó tạo lên những cái tính cách mà không phải là tụi em có thể là kết lại với nhau là tụi em có thể là tròn trịa được ngay lập tức. Bởi vì đó như hai bạn từ nhỏ lớn đã là con một rồi, được cưng chiều rồi ha. Đó và lại tiếp xúc với một cái môi trường mà rất nhiều áp lực. Nhiều khi công việc của tụi em không bộc lộ được cái tôi của mình cơ. Đúng không? Lúc nào cũng phải là một cái gì rất là smooth, mềm mại, đẹp đẽ trong mặt của khách hàng. Chính vì vậy mà khi về nhà ai cũng có muốn là phải xả áp lực. Hơn ai hết tụi em hiểu cái điều đó. Nhưng theo chị là cái cuộc sống của tụi em sẽ tự điều tiết được, bởi vì hai em đều là những người có học hết. Tuy nhiên thì chị chỉ thấy là về cái không gian riêng tư á thì chị đồng ý với lại ý kiến của chồng em. Đó chị chỉ chia sẻ cái của chị đang làm thôi. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn em. Cảm ơn chị ạ. Con hạt giấy phải không nè? Rồi xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Tiến Hậu, năm nay em 34 tuổi ạ. Hậu? Dạ vâng. Hậu làm nghề gì? Em hiện tại đang kinh doanh. 34 tuổi rồi đó, mặt dạ kẻ măng kẻ mắng à. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên, năm nay em 33 tuổi ạ. Liên làm công việc gì? Dạ em đang làm kế toán ạ. Kế toán. Bây giờ nè, anh rất muốn biết cái câu chuyện tình yêu của các bạn lần đầu tiên. Em gặp cô gái này ở đâu và em ấn tượng gì về cô ấy? Em với vợ em là bạn thân từ thủ bé, hai đứa học cùng lớp rồi, lại ngồi cùng bàn nữa, thành ra là chơi nhà thân. Có ở gần nhau không? Dạ nhà em với nhà vợ em thì cách nhau khoảng mấy chục mét thôi ạ. Mấy chục mét rồi, là hàng qua xóm được luôn á. Dạ, vâng, xóm. Dạ. Học với nhau đến cấp 3. Khi mà rời trường cấp 3 thì em có đi vào trong Sài Gòn, vợ em thì ở ngoài Hà Nội học. Trong quá trình xa nhau thì mới thấy là nhớ, rồi cuối cùng là chết rồi, yêu rồi. Rồi yêu, vâng, đấy lúc đấy mới nhận ra là mình đã yêu ạ. Còn em thì sao? Cái thời gian mà lúc mà còn nhỏ đó là em có thích bạn này không hay là em không ưa bạn này? Dạ, hồi lớp 6 thì bắt đầu là em học chung với nhau, là cô lại phát sắp xếp chung được chung bàn. Là
Nhìn này khó ghét lắm ạ. Ghét là lắm toàn ạ. Có chia bàn thôi, gạch phấn chia bàn là không có chơi với nhau luôn. Nhưng mà rồi cái lúc mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc ấy cảm giác em sao, có giống bạn này không? Khi mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc đấy thì bọn em vẫn đang là bạn thân. Thế sau thì cứ một tuần thì bọn em cứ gặp nhau ở trên mạng là 2 lần, và thứ 3 và thứ 6 thì mỗi lần là tranh thủ chat với nhau qua Yahoo á, là 2 tiếng một tuần như thế. Thì em cũng cứ ngày nào cũng mong là đến cái giờ đó để ra chat và để nói chuyện với nhau. Rồi đến khi nào thì mới hết yêu xa? Dạ, tụi em yêu xa là 9 năm. Wow. Chính thức là 9 năm là lúc là tính từ lúc mà nhận lời yêu. 9 năm đó là em ở Sài Gòn hết hay em có đi đâu làm việc hay như thế nào mà yêu xa dữ vậy? Dạ, trong 9 năm thì em có 2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn. Em đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về khi mà nói chuyện với gia đình ấy, là xin phép gia đình để đi về thì là một lần. Còn 3 lần còn lại là về trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Ừ, nhưng mà tụi em siêu quá là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì nó không dạ vâng ạ, tí gì hết cho hai người yêu nhau. Wow. Đúng không? Dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc mà chỉ là yêu xa trước thế thôi. Còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thôi anh thêm 2 năm nữa. 2 năm nữa xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em bảo bây giờ là có về hay không ấy, không về là thôi luôn. Đó, là giống như là định... anh tỏ tình với mình vậy đó. Là bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy dạ. Tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm hơn rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. 4 năm. Hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Cái quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ, mà các bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy? Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần mà yêu xa em rất là tủi thân. Ví dụ như là đi sinh nhật bạn này hay đi đâu đó đi chơi thì muốn là có người yêu mình bên cạnh. Nhưng mà suốt thời gian đó thì gần như là không, cho nên là em rất là hay giận dỗi với lại người yêu em. Dạ. Đòi chia tay không? Chia tay có ạ. Bọn em chia tay đến 3 lần. Vậy thì tại sao lại hàn gắn trở lại? Dạ, bởi vì anh ấy là lý do là vì gia đình thì em cũng rất là hiểu. Bởi vì em là bạn thân lớn lên từ nhỏ ấy. Cho nên em hiểu về vấn đề của anh ấy gặp phải. Và thứ hai nữa là em nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Đó là em mang đến đây chương trình là một cái bình hạc giấy. Cái bình hạc giấy này thì bình thường thì sẽ là con gái gấp. Nhưng đây rất đặc biệt đó là chồng em gấp. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chồng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Em có mở ra em đọc hết mấy con giấy này chưa? Dạ chưa. Em mới đọc có một ít thôi ạ. Tại vì mãi đến năm 2014 khi chồng em về nước thì chồng em mới mang về. Lúc đó thì có chồng em ở bên cạnh rồi nên em cũng đọc chỉ một số ít thôi ạ. Còn bây giờ nếu như anh muốn á, em khui ra, dạ. Em mở một con hạt giấy ra, em đọc bất kỳ, bất kỳ. Dạ vâng. Một và em cho anh đó. Với chị Vân, mỗi người một dạ, con. Rồi. Anh với chị Vân sẽ dạ, mở ra coi luôn. Dạ vâng. Tò mò quá chị Vân. Dạ. Rồi em đọc trước đi, coi ông viết cái gì. Xong rồi tới chị, tới anh Vin. Dạ. Tính đến thời điểm bây giờ là 12 năm rồi chị. 12 năm. 12 năm. Dạ. Ngày 18 tháng 6 năm 2018. Vợ à, cố lên, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nhé. Rồi tới chị Vân đi. Ngày 2 tháng 9 2008 nè. Đọc coi. Chà, mắt sáng quá ta. Sáng lắm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008. Liên ơi, anh nhớ em quá. Ồ, tự nhiên xúc động ta. Liên ơi, anh nhớ em quá. Xong thì gọi cho anh đó, anh yêu em. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, sao thế nhỉ? Người tôi yêu đã bị dị ứng. Em hãy cố lên nhé, Liên. Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ động viên em thôi. Cố lên, cố lên. Dạ. Phải nói rất là xúc xếp động. Lại đi cưng, xếp mình đang dạ. Rất được là rồi. Xúc động với những cái dễ thương quá. Cái lời đây là những cái lời mà gọi là sinh hoạt rất là bình thường, những cái lời chút xíu thôi, nhưng mà chị cảm giác lúc đó em ngồi em xếp, em tưởng tượng là em đang nói chuyện với Liên. Dạ. Đúng không? Một mình em cô đơn ở bên xứ lạ dạ, quê vâng. Người. Dạ. Thế rồi cái ngày mà chồng em về thì sao? Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình.
mình nữa là phải cử bạn đi cùng để di ra và đón chồng về cùng. Bạn trai đó. Rồi cái lúc mà thì cái thấy cảm giác đó từ... là giống như kiểu vỡ òa tim mình. Em về lần nào cũng thế, thì thường thường là hai đứa sẽ chạy thật nhanh đến, xong là ôm nhau khoảng mấy chục giây, xong đó sẽ nắm tay nhau đi về. Dạ, hạnh phúc thì đôi khi có rớt nước mắt ạ. Vâng. Vỡ hòa chứ. Chắc là Liên khóc nhiều nhất đúng không? Và sau đó bao lâu thì cưới nè? Dạ, sau khi anh ấy về khoảng 10 ngày là bọn em tổ chức đám cưới á. Chà, cũng lâu quá. Dạ, vâng, nhanh lâu quá. 10 ngày mới cưới. Cưới liền chứ, bây giờ đi xa quá rồi. Rồi bây giờ là hai đứa là đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn gia đình em thì ở Bình Dương ạ. Các em có mấy bé rồi? Vậy em có một bé 4 tuổi ạ. Một bé 4 tuổi rồi, dạ. Như vậy là quá hiểu nhau rồi. Vậy dạ. Thì bây giờ nè, cho hỏi nè, dạ. Tật xấu của anh ấy là gì? Dạ. Hả Liên? Lúc mà về rồi thì em cũng thấy là tật xấu của anh ấy là hay quên. Tới lúc mà đưa con đi học nhá, thì con thì ngồi nằm sau với xe mà xem điện thoại nên là không có tiếng động gì cả, mà đưa con đi học thì quên, đưa lên thẳng lên cơ quan luôn, công ty luôn. Chưa là học. Coi như là dạ. Đưa con đi học nhưng mà đi ra cơ quan luôn. Dạ. Còn rồi. Mà ở nhà mà có dặn bảo anh là sửa giúp em cái gì đấy là tôi bảo lát nữa anh làm nhưng toàn quên. Em mà có ghi lên giấy dán lên tường ấy thì cũng vẫn cứ quên. Rồi tiếp theo nữa. Dạ, cái thứ hai là nóng tính đấy ạ. Nóng tính nhưng mà có bao giờ quát nạt và động tay động chân gì tới em không? Dạ, cái đó thì không, nhưng mà nhiều khi mà ở chỗ đông người ấy, hay cáu nhân mặt với em lắm. Cho nên là cái đấy là tính xấu của chồng em. Em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn là anh ấy thì kiềm chế cái sự nóng tính hơn. Và nếu mà em có sai hay chỗ đông người gì đó thì cứ về nhà nói từ từ với em ấy. Với lại đặc biệt là phải cải thiện trí nhớ một tí, tránh quên. Rồi dạ. Mà em, tới em, cô ấy có tật xấu gì? Vợ em thì chắc là ham ngủ. Hai nữa là ngày trước thì nấu ăn em thấy là cũng ok lắm. Nhưng mà dạo gần đây kiểu là lười nấu ăn. Thế làm sao á? Vâng, vị nó nhạt đi rồi. Đấy, với hai nữa là mỗi lần nấu ăn xong ấy, chén đũa rồi xong nồi là thôi rồi, nguyên một mớ luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ đúng rồi ạ, ăn xong là vắt chân lên, xong là bảo em nấu rồi, bây giờ là đến lượt anh là phải dọn tôi, rồi. Tôi là người nấu còn cái chương trình ai chọn làm mặc kệ. Dạ đúng ạ. Rồi nhưng mà vợ em là tánh có nóng hoặc là có hay cáu giống em không? Vợ em thì có cái tật là đang ngủ mà ai mà có động chạm gì đến là hay cáu gắt lắm. Vâng, ngay kể cả đi xe cũng vậy, bật điều hòa mà nó lạnh một chút thôi là cũng cáu gắt lên với em liền. Cáu gắt luôn. Là cáu bẩn á, có là hay cáu bẩn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà hồi cái thời mà yêu xa đó, dạ. Thường là bao giờ chắc thế nào cũng nói anh về đây, em sẽ chăm sóc anh, em sẽ chăm sóc, em sẽ lo lắng. Còn dạ, bây giờ thì sao? Đợt mà em cũng ở bên đấy thì cũng dụ em về nhiều lần, bởi vì là về là anh về đây anh làm việc bên đấy vất vả rồi, về đây em là đấm bóp, vâng đúng rồi, chăm sóc rồi đấm bóp rồi này kia. Nhưng mà em thấy là từ được đúng một lần đấm bóp, bây giờ mỗi một lần đấm bóp rồi này bảo chứ sao trước ngày em bảo là đấm bóp cho anh thì lại nói là thì đợt trước anh về em đấm cho lần rồi thầy. Ý là thế, đấm rồi. Lần đó em đấm rồi. Dạ. Em đã thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng đúng rồi đấy. Bà này quá khôn. Khôn. Dạ. Bây giờ cái nguồn kinh tế là ai là người kiếm về? Dạ thực tế thì là nguồn kinh tế thì em thấy là hai đứa giống như nhau. Nhưng mà ai là người làm kinh doanh? Vợ em thích đếm tiền, em lại cứ để nhường hết cho vợ. Và mỗi lần em muốn mua cái gì hoặc em muốn làm một cái gì đó thì sao? Thường thì em cứ mua theo sở thích của vợ em là chủ yếu thôi. Ví dụ vợ em mà muốn máy tập chạy hay là mua cái gì đấy là em cũng chủ động hỏi tiền. Nhưng mà nếu mà hỏi không được là em cũng chủ động đi mượn tiền để phải tự đi kiếm tiền. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Ủa, không được. Dạ không, em cứ vay mượn xong rồi người này cũng phải trả thôi. Cứ vay mượn người này người kia xong rồi mua xong rồi lại vợ em lại trả. Tại nhưng mà hỏi trực tiếp mà đưa thì lại không đưa cho trực tiếp. Dạ em. Vâng, đúng ạ. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bởi vì là trong quá trình sống với gia đình nhà em thì vợ em chưa có hòa đồng được với lại bên nhà nội. Mong muốn vợ em là cải thiện cái mối quan hệ giữa vợ em với lại mẹ em cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình nhà nội. Vâng. Rồi. Có nghĩa là hiện giờ là em với vợ em đang sống riêng. Dạ vâng ạ. Mà gia đình em thì ở dưới Bình Dương.
Dạ vâng. Còn gia đình của vợ thì ở đâu? Gia đình em ở Thái Bình ạ. Ở Thái Bình, hiện giờ vẫn đang ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị hỏi em nè, lý do gì mà em vẫn chưa hòa đồng được với mẹ chồng với lại mọi người trong gia đình? Chắc là cũng chỉ là do văn hóa gia đình chồng em chuyển vào đây sớm lâu rồi ấy, cho nên là sống theo phong cách miền Nam thì nó sẽ thoáng hơn một chút. Còn em thì kiểu ngoài Bắc thì nó sẽ có thể làm mà nó phong cách sống của nó hơi khác nhau thôi ạ. Thì bây giờ một tuần hay là một tháng dành 2 ngày trong 2 cái cuối tuần về với ông bà thì một điều nhịn chính điều lành, các cụ có gì đi chăng nữa thì với bổn phận mình là dâu, mình cứ coi các cụ như cha mẹ ruột của mình. Để các cụ vui, các cụ vui thì chồng em cũng vui. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Gì nè? Ayasao. Ai là nước bạn nào? Dạ đây. Ai là đây? Hey, can you speak Vietnamese? Một chút. Một chút. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Cho Hyo Jong. Em tên là Cho. Năm nay em là 33 tuổi. Em đang là giáo viên tiếng Anh. Em đã sống ở Việt Nam 2 năm rồi. 2 năm rồi. 2 năm mà nói tiếng Việt như vậy là quá giỏi. Cảm ơn anh. Như vậy là Jo là biết 3 thứ tiếng: Hàn Quốc, Việt Nam, tiếng English. Còn biết thêm tiếng nào nữa không? Tiếng Anh, tiếng Việt, một chút tiếng Pháp. Tại vì ảnh từng làm việc bên Morocco, mà Morocco họ nói tiếng Pháp nên là ảnh có biết một chút tiếng Pháp nữa. Giỏi quá. Mời em. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Dạ, con xin chào anh Quốc Thuận. Chào quý vị khán giả xem đài. Con tên là Trần Hồ Thanh Trà. Hiện tại con đang làm việc tự do, con làm chung với chồng con. Năm nay con 29 tuổi. Hai bạn nói chuyện nhau chắc bằng tiếng Anh nhiều hả? Dạ đúng rồi. Vậy là con cũng dạy tiếng Anh chung giống với chồng hay sao? Dạ không, trước đây thì con làm ở bên nhà hàng khách sạn. Năm ngoái thì con nghĩ sao mà con chuyển qua làm chung với ảnh. Cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau? Trước thì con có học tiếng Nhật ở trên một cái app học ngoại ngữ. Thì lúc đó con mới gặp anh này. Thì con mới thấy anh này nhìn giống một cái người bạn cũ của con. Thì con có... đó con mới... làm quen trước thì nói là con vô là bạn từ Hàn Quốc tới hả? Mà nhìn bạn giống một cái người bạn người Nhật cũ của mình. Xong anh mới nói vậy thì gặp ở ngoài đi. Gặp ở ngoài đi coi có giống thiệt không. Thì xong rồi hai đứa mới hẹn gặp nhau ở ngoài. The first you meet her, how do you feel? em thương thích người mũm mỉm. Nhưng mà cha là nước lại không muốn mỉm. Không có mỉm mỉm. Nhưng mà khi là em suy nghĩ là em sẽ kết hôn với cô ai? Không nghĩ là kết hôn với em. Dạ không, là em hoàn toàn là khác với cái gu của ảnh luôn. Ngay từ đầu bạn này thích mỉm mỉm cơ. Anh thích mỉm mỉm. Nhưng mà em lại kiểu gầy quá, dài quá gầy. Hai người gặp mặt nhau lần đầu thì lúc đó như thế nào? You fallen in love with her. I think I fell in love her just first sight. So I met her and then I said I met her and I usually don't like this type of girl, like this, she's not my type of girl usually, but I can feel her, like I can feel something special with her. And I think I'm gonna marry her eventually. That's how I felt that day. Y như nãy, tức là bạn nói là cái này không phải gu của bạn này. Nhưng mà không hiểu tại sao mà bạn nghĩ trong đầu là bạn phải lấy cái cô này. Đó là như vậy đó, định mệnh đó. Thì thật ra lúc ban đầu thì anh này cũng không phải gu của con luôn. Nghĩa là vừa gặp mặt là thấy là không phải gu liền. Như vậy thì hai đứa tìm hiểu nhau trong bao lâu? Thời gian tìm hiểu là khoảng một năm. Dạ một năm thì tụi em mới bắt đầu là tính tới vấn đề kết hôn. Vì trong quá trình tìm hiểu thì em có nói với ảnh là em cũng lớn tuổi rồi, ở Việt Nam lớn tuổi rồi và em cũng cần phải lập gia đình. Bố mẹ em cũng đợi em lấy chồng. Qua đây là theo dạng du lịch, ảnh là khách du lịch ở đây thôi. Tức là ảnh mới qua Việt Nam được vài ngày và ảnh gặp em. Rồi sau 3 tháng đó, tại vì visa của ảnh là chỉ có kéo dài 3 tháng thôi. Nên là sau 3 tháng đó thì ảnh mới nói với em là anh sẽ quay lại Việt Nam. Anh sẽ quay lại Việt Nam làm việc và định cư lâu dài ở đây. Để đúng nên là để ở cần em. Tức là vì cô này là chính đúng không? Yeah, I think so. Destiny.
Nghĩa là vì Covid đó không có gặp được mà nhìn hình là đã thấy thương rồi, thấy thích rồi. Nhưng mà cái lúc mà nhưng mà gặp chưa? Bây giờ đã gặp được mẹ chưa? Dạ vẫn chưa, chưa con mới có gặp qua FaceTime thôi. Thì đó. Mà cái lúc đám cưới là như thế nào? Đám cưới thì bây giờ tụi con vẫn đang đợi khi mà hết dịch có thể là đám cưới rồi sẽ làm hai bên luôn. Nghĩa là đã đăng ký kết hôn rồi nhưng mà chưa tổ chức đám cưới, đúng không? Khi về cũng biết là có cảm động rồi, có khóc lóc rồi, có chia tay rồi không? Dạ hoàn toàn không. Tại vì là thật sự là lúc đó con không có đặt nhiều kỳ vọng vào những cái mối quan hệ trên mạng, quen trên mạng. Huống chi là tụi con cũng mới gặp nhau được 3 tháng thôi. Cho nên đó, con có nói với ảnh là nếu mà anh thích quay lại Việt Nam thì anh có thể quay lại. Nhưng mà nếu mà nói là để trở thành đi một mối quan hệ nó sâu hơn, nó nghiêm túc hơn thì con chưa có chắc chắn vấn đề đó. Khi về ảnh có tỏ tình với em không? Dạ có. Cái ngày cuối cùng trước khi ảnh ra sân bay á thì tụi con có hẹn gặp nhau. Thì ảnh nói là anh đi lần này nhưng mà anh sẽ chắc chắn là sẽ quay lại. Thì anh nói là anh muốn có một cái gì đó để làm niềm tin cho em. Thì lúc đó anh có mua cho em một cái lắc tay. Lúc đó em cũng hỏi là anh mua cái lắc tay này ở đâu? Anh mua ở chợ Bến Thành nè. Không kể nó, vàng nào bạc nào cũng được, miễn sao nó có lòng thành được rồi, đúng không? Có lòng là được. Rồi là 5 tháng sau anh quay lại? Dạ không, 2 tuần sau thôi. Ồ, như vậy là nhanh quá rồi. Wow, vậy đó hả? Ồ, 2 tuần sau. Chịu không nổi đúng không? Vậy là sau 2 tuần anh quay trở lại là hai đứa chính thức quen nhau? Dạ đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên ở đâu? Tức là em phải hỏi là cái nụ hôn của trai Hàn Quốc nó có khác gì trai Việt Nam? Nó khác, chắc là nó khác. Anh này thì kiểu là ảnh ngượng. Khi mà ảnh lần đầu tiên con ở bên nhau á thì sao ta? Rất là ngượng ngùng. Hình như là con chủ động nhiều. Chủ động. Vậy hả? Chứ là vậy trước đó là bạn có người yêu không? Trước đó dạ là có. Bạn này có người yêu chưa? Dạ có, trước đó có người yêu. Vậy mà bạn ngượng ngùng vậy đó hả? Dạ. Tại sao Châu lại ngượng ngùng với cô gái này? I don't know. Em không biết. Em không biết mà em ngày. Em đang ngày. Hôm đó diễn ra là cái ngày lần thứ 3 tụi em gặp nhau. Thì ảnh mới, lúc đó ảnh đang ở Đà Lạt. Ảnh có đi Đà Lạt một tuần. Thì lúc đó ảnh mới nhắn cho em đó là em có thích ăn cái gì không? Em có thích món ăn Hàn Quốc không? Thì em nói dạ em thích, thì nhất là món tteokbokki, bánh gạo Hàn Quốc. Tteokbokki. Dạ. Thì em nói là ồ, cái đó là món tủ của anh á. Thì hồi bữa nay em qua rồi anh nấu cho em ăn. Thì con biết là con bị dụ nhưng mà thôi con có để cho anh dụ không luôn. Và qua nhà ảnh. Dạ qua nhà ảnh. Là chỉ hôn thôi đúng không? Chỉ hôn thôi ạ. Hôn với ăn thôi chứ không có. Không thì không. Rồi đó. Thấy Trà chủ động như vậy á thì Châu thấy như thế nào? No, actually I first time I met her, I really liked her, so I wanted to act very carefully. Does it make sense? Like she's I felt like she's so valuable to me. I didn't want to look I'm a bad boy. So I was a little bit shy and then well I was very happy too because we were you happy. Yeah. You're happy. Sợ là người không dám chủ động, sợ là làm sai hứa. Bị con đánh giá. Bị đánh giá là trai. Và sau đó rồi là chắc là cho thấy chủ động hơn đúng không? Sau cái lần đó. Sau lần đó thì là chắc mình chủ động hơn. Dạ, tức là sau cái lần đó thì là Joe sẽ là người chủ động đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó thì là sau đó thì bao lâu next thì em em dẫn Joe về nhà để ra mắt mẹ. Next time. Cái đó là khoảng được 8 tháng. 8 tháng rồi hả? Thật ra là 6 tháng là tụi con đã bắt đầu đề cập tới vấn đề kết hôn rồi. Nhưng mà chỉ là nói chuyện thôi, giống như chị giữa hai người chia sẻ với nhau về cái ý định tương lai thôi. Chứ không phải là ý là con nhắn ảnh là thôi anh cưới em đi, không phải vậy. Bàn luận về vấn đề tương lai. Bàn luận về tương lai thôi. Thì sau đó anh nói là để anh suy nghĩ và anh nói chuyện với ba mẹ anh. Thì 8 tháng sau thì tụi con mới quyết định là dẫn anh về mắt ba má con. Châu còn nhớ cái lần đầu tiên ra mắt ba mẹ vợ mình á, lúc đó bạn như thế nào? Nhưng mà lúc đó là Châu có biết nói tiếng Việt chưa? Dạ biết một chút. Và ai là người dạy Châu nói tiếng Việt? Chắc dạ, là em. Đương nhiên rồi.
Châu em bà hàng xóm nó vậy. Châu đúng nhớ là lúc đến với ba mẹ vợ mình là Châu đã nói những gì không? Ba mẹ. Khi anh gặp ba mẹ em, anh nói gì? À, em nói là ba mẹ ơi, con yêu cha nhiều, con muốn làm cha hạnh phúc. Nếu ba mẹ đồng ý, con muốn kết hôn với cô ai? Con muốn gì, thách gì? Kết hôn. Kết hôn. À, kết hôn. Kết hôn với cô ấy. Cha. Câu đó là Châu tự học hay là cha dạy cho Châu nói? Cha chứ sao mà tự học nổi? Không biết nào mà tự học. Không phải bằng mẫu anh ơi. Vậy là cha dạy. Dạ. Thì ảnh cũng nói là hỏi con là khi gặp ba mẹ thì nên nói như thế nào. Thì con cũng có chỉ cho ảnh vài câu. Nói câu đó chắc ba mẹ đồng ý liền đúng không? Bao nhiêu lâu mới học thuộc cái câu đó? Dạ, ngay trước cái ngày gặp luôn cô. Là học trong một ngày thôi? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Mà hiểu được cái nghĩa không? Bạn hiểu được cái nghĩa không? Châu hiểu được cái nghĩa, ý dạ, nghĩa của cái câu đó không? Học thuộc lòng. Hay là chỉ có học thuộc lòng thôi? Thì con có dịch ra câu đó nghĩa là gì. Nhưng mà để mà hiểu từng chữ thì không có hiểu được hết. Dạ. Trời ơi, chỉ cần mà sai một từ thôi. có những lúc ảnh bị nhầm. Giống như khi mà thỉnh thoảng anh qua nhà ba mẹ con chơi, thì ảnh có gặp mẹ con rồi em gái con, thì anh nói là hai mẹ con đang làm gì đó. Nhưng mà ảnh nói ngược lại, hai con mẹ đang làm gì đó. thì người nước ngoài lúc nào dễ bị cái đó lắm, dễ bị lắm. Dễ bị nhầm cái đó. Đúng rồi. Không phải ảnh đâu, tất cả những người nước ngoài đều bị nhầm kiểu như vậy đó. Là lần đầu tiên là ra mắt ba mẹ em. Dạ. Thì đến bao lâu thì hai bạn mới đăng ký kết hôn? Tụi em đăng ký rồi là một năm và ba tháng. Dạ. Nhưng mà khi nhưng mà cái lần đó xong rồi, khi mà Châu xuống nhà đó, rồi ba mẹ của con á, cái dạ. có kiểu như là có thích bạn này không? Có dạ. ý kiến gì không? Dạ lúc gặp thì anh này anh đúng đã có hối lộ trước rồi. Anh có hối lộ ba mẹ con trước, có mang quà tới. Anh chuẩn bị kỹ lắm, tại vì cái ngày mà anh quay lại Việt Nam là anh biết là anh sẽ gặp ba mẹ con. Là anh mua ở sân bay, anh mua rượu với lại mua mỹ phẩm, thì anh mang tới, thì lúc đó thì ba mẹ con cũng thích. Thấy anh này cũng hiền đàng hoàng nữa. Lại là có quà hối lộ nữa. Có quà hối lộ nữa. Tức là bây giờ ba mẹ của Châu ở bên kia là còn đi làm không, hay là đã nghỉ retire rồi? Dạ, ba chồng con vẫn còn đang đi làm. Nhưng mà là em đã ra mắt với ba mẹ của Châu chưa? Dạ có, chứ tụi con có FaceTime thôi à. Đó. Có FaceTime với chị. FaceTime rồi. Mà ba mẹ của Châu là rất thích bé này. Đó, rất thích bé này rồi. Cho nên bây giờ là chỉ có chờ hết dịch là làm đám cưới lớn. Bữa nhớ mời tụi tôi nha. Dạ. Rồi đám cưới Hàn Quốc ra sao? Tôi chưa có đi đám cưới Hàn Quốc bao giờ luôn. Dạ. Rồi, các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, tới hôm nay thì là tròn 11 tháng. 11 tháng. 11 dạ. tháng. Rồi thì... sao? Rồi có thấy bạn Joe có tật xấu gì không? Nếu mà kể thật xấu thì chắc tới mai cũng không hết đâu cô. Sao bây giờ mình chắc lọc ra những cái tật xấu nào mà xấu đau, xấu đớn á. Xấu tiêu biểu, xấu đau, xấu đớn á. Dạ. Rồi tranh thủ mình nói đi cho anh không biết đâu. Dạ, thì cái tật xấu tiêu biểu nhất của ảnh á là ảnh bừa. Ảnh bừa bộn lắm. Dạ. Thì cái này hồi đầu con cũng rất là sốc. Tại vì con nghĩ là cái người Hàn Quốc thì thường thì họ rất là gọn gàng, ngăn nắp. Họ có tổ chức đâu ra đó. Còn anh này là anh sống giống như theo kiểu freestyle á. Muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ. Vậy là con hình như con không chịu coi phim tập phim bộ Hàn Quốc rồi. Phim bộ Hàn Quốc cô thấy không có cái đàn ông Hàn Quốc nào mà gọn gàng hết. Phụ nữ không à. Một tay phụ nữ hết á. Nếu mà nói về phim bộ á là như vậy đó. Nên con đừng có sốc. Giờ rồi. Con cũng quen rồi cô. Nghĩa là bừa bộn đúng không? Dạ đúng rồi. Không có giờ giấc cụ thể. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là ảnh nói chuyện hơi to tiếng. Hình như là anh thấy trai Hàn Quốc là ai cũng nói chuyện to tiếng chứ. Nữ cũng nói to tiếng luôn em. Dạ. Nữ cũng nói luôn. Dạ. Đặc biệt là khi tụi con đi ở ngoài đường mà anh nói tiếng Anh nữa. Nên là bắt buộc anh phải nói to, nói rõ để con hiểu. Nhưng mà khi anh nói ai cũng quay qua giờ.
nó lúc chạy ngoài đường ai cũng quay qua dòm tụi mày, tụi con đang cãi nhau. Chưa hiểu nói ăn, giờ cũng nói ăn to nói lớn là thuộc tính rồi. Cái đó mình không có xếp vô cái xấu, chỉ có bừa bộn thôi. Bừa bộn Còn gì nữa không? Mê có mê cái gì không? Có mê cái gì mà khiến em bực mình á? Dạ không, hầu như là mấy cái vấn đề khác là trong khả năng mình chấp nhận được. Mê thú vật nè, hay mê game nè, hay mê đua xe nè, hay là mê đại khái là những cái nhậu nhẹt hay này kia, có không? Có một cái là anh hút thuốc hơi nhiều. Thì cái đó gần đây con cũng nhắc nhở thì anh cũng đã có cải thiện bớt rồi. Có mê chơi game không? Có chơi game nhưng mà chơi trong khung giờ nhất định thôi. Như vậy là không phải tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chơi game mà có chơi mình hay là chơi đồng đội? Con có chơi không? Con có chơi với Joe không? Dạ không, con không thích chơi game. Mà ảnh ảnh có cái game nào mà ảnh bắt em chơi chung nhau? Dạ có, mấy cái game ở trên BS. Mấy cái game đơn giản thôi. Thậm chí là ảnh mua nguyên một cái set game mà cho nam nữ chơi với nhau á. Mấy game đơn giản giống như vậy. PlayStation á. Dạ đúng rồi, PlayStation đó con. Mấy cái đó tụi con chơi với nhau được. Còn gì nữa không? Sao kể mấy tật xấu mà thấy nhẹ quá. Thôi coi như chấp nhận cái bừa bộn. Đó, chấp nhận cái bừa chỉ bộn. Chỉ có bừa bộn thôi đó. Còn cái có nóng tính không? Có nóng tính không? Có, dạ có. Trai Hàn Quốc hay nóng tính lắm á. Có gia trưởng không? Có, cũng có một chút gia trưởng. Con trai Hàn Quốc gần giống con trai Việt Nam á. Con trai Việt Nam ít gia trưởng. Không, nhiều người ra gia trai trưởng. Trai miền Nam là ít gia trưởng. Trai miền Bắc á là hầu như là hay gia trưởng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con có thể nói một cái cụ thể, một cái việc gì mà theo con đó là gia trưởng không? ví dụ như là khi mà tụi con có những cái mâu thuẫn á thì đôi lúc là con không có kiềm chế được, con lớn tiếng với ảnh. Thậm chí có khi là con có cái gì kế bên là con quăng vô người. Thậm chí con đánh ảnh luôn. Mà ảnh như là ảnh bị sốc, nó là ủa tại sao em làm như vậy? Em là vợ tại sao em làm như vậy? Vậy đó hả? Vậy là cô này nóng tính không? Thôi chắc là hết tật xấu rồi đúng không? Dạ cũng kìm bớt rồi. Rồi thôi giờ tới Joe, tật xấu của cô ấy là gì? You interview about her. What you don't like about me? What I don't like about her? What kind you don't like about her? Em thích chơi game ở nhà. Em không thích đi ra ngoài. Ví dụ là em bị dị ứng. Em con ở Milan. Đừng mà em cha nói anh ơi đi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi chạy xe máy. Sometimes it's a little, I feel itchy outside and it's a little hard. Em nói đi những cái tật mà Joe không thích á. Em không thích nhộn nhép và rửa chén. Dọn dẹp, không thích rửa chén, không thích làm việc nhà. khi em sống một mình. Sống một mình. Em rửa chén một lần hai ngày. Một ngày. Không rửa chén sau ăn xong. Nhưng mà em cha rửa chén ngay sau khi ăn xong. Là em phải rửa. Tức là cha một ngày là muốn rửa liền. Rửa liền mà không có thích. Hai ngày một lần. Cho có rửa lần nào không? Sáng nay em thức dậy, yun nếp. Em nói là dọn dẹp. Hôm qua dọn dẹp. Hôm nay dọn dẹp. Tại sao? Tại sao mỗi ngày mỗi dọn? Ngày nào cũng dọn. Ông bây giờ là cho nói thêm những cái tật xấu của Trà nữa đi. Con nói. What's my personality that you feel unhappy, you don't like? Nóng tính có không? Nóng tính. Sorry, can you repeat that again? What's my personality that you don't like? Like hot tempered. She's a little emotional and hot tempered.
gì đó Châu nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Việt. Phải nói tiếng Việt. Chị dịch cho, chị dịch cho. Ok, ok. Em sẽ nói tiếng Việt. Đó. Cha khi cha bị bệnh và cha mất tired. Khi mà bị bệnh và mệt á. Cha thức giận. Thức giận. Dễ tức giận. Dễ tức giận. Dễ tức giận. Dễ tức giận. Angry đó. New. Nhiều. Nhiều. Nó không nhiều, không nhiều, but easily. Easily. And thường em nói lời mà em không muốn nói. Sometimes she says she didn't mean, she doesn't mean, but it's just because she's angry. She has an anger speaking. And, em không thích, em không thích cái này hurt my feeling. Sometimes I remember. Em có nhớ nói mà cha nói. I don't know. I made it clear. Rồi á, she beat you usually. Beat me? Not yet. Not like seriously. Chứ lại con chỉ đánh like vài cái thôi. Dạ, chứ không phải là kiểu đánh nhau như vậy. Tiếng Việt gọi là ăn hiếp. Mình bị ăn hiếp. Trailers Vietnamese. Ăn hiếp. Ăn hiếp. Trà ăn hiếp tôi. Trà ăn hiếp tôi. Đúng rồi. Em ơi, đừng ăn hiếp anh nữa. But is it like as a joke or... As a joke, okay. like this. Oh. Chắc đùa thôi, đùa giỡn thôi. Có bao giờ mà Châu lớn tiếng với em hay là mạnh tay với em không? Dạ, ảnh thì anh không bao giờ anh đánh, nhưng mà cũng có lớn tiếng. Lớn tiếng. Nếu mà có những cái mà anh cảm thấy con quá đáng thì anh sẽ nói lại. Tại sao em là vợ mà em lại làm như vậy hả? Dạ, đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Còn thêm tật xấu gì nữa không? Tốt. Something else? No. That's it. Yeah. About your personality. Vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mới có 11 tháng à. Anh hỏi nè, ai là người đăng ký tham gia chương trình này? Dạ em. Tại sao em lại tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Tại vì thứ nhất là em rất là ngưỡng mộ anh Quấn Thuận với lại cô Hồng Vân. Nên là nghĩ là trời sẽ rất là tuyệt vời nếu mà mình có cơ hội gặp cô anh với lại cô. Và thứ hai nữa là con cũng thường coi chương trình này và thấy những cái cặp đôi họ chia sẻ những cái câu chuyện tình yêu của họ rất là thú vị. Thì con cũng muốn giới thiệu cái câu chuyện tình yêu của tụi con tới với khán giả. Hay quá. Dạ. Vậy thì bây giờ con mong muốn Joe thay đổi cái gì nè? Dạ con muốn ảnh là phải kìm bớt cái tính bản tính nóng nảy của ảnh lại. Có đôi khi là có những lúc ảnh nóng mà ảnh đụng tay đụng chân. Không phải là ảnh đánh con nhưng mà ảnh đập đồ. Ảnh tức giận ở những cái đồ vật khác. Dạ, Châu hiểu không? Trà muốn Châu bớt nóng tính. Agree. Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. When you're angry, you're so mad, you're so crazy. So I want you to improve that point. You're angry a little. Little, little. Yes, yeah. Nói rồi gì nữa? Gì nữa? Một cái nữa là con muốn ảnh sống có tổ chức hơn một chút. Bớt bừa bộn. Không bừa bộn. Bớt bừa bộn là ăn uống. Trà muốn cho dọn dẹp mỗi ngày. Rửa chén mỗi ngày. Quét nhà mỗi ngày. Actually, bây giờ em học rửa chén sau khi ăn. Đúng rồi. Mặc dù cha về nhà, em là một mình ở nhà. Em rửa chén bây giờ, em vẫn rửa chén sau em khi ăn. Rửa chén, em vẫn rửa chén. Giỏi rồi. Good boy, you good boy. Cảm ơn. Rồi. Còn thêm gì nữa không? Đây là cơ hội của em để em nói cho anh biết. Con muốn bớt hút thuốc không? Đó. Dạ có. Bớt hút thuốc lại. Bớt hút thuốc lại. Bớt
Bóp hút thuốc. Stop. Giảm. Stop smoking. Đó. Dạ, dạ. Nếu mà stop được thì stop luôn. Em cũng mua bóp hút thuốc. Đúng rồi. Rồi, rồi Châu, Châu muốn Trà thay đổi điều gì? What you want me to change? Is there something that for me you want to change? Em muốn Trà chơi game với em. Trời tội nghiệp. Một cái điều mong muốn đơn giản. Em muốn Trà chơi game card game, board game, computer game, any game. Nhưng mà game em thích game. Cái này là sở thích của em. Sở thích của em. Okay. Em muốn chia sẻ sở thích với Trà. In the future, when you have a baby, son, you like son or girl? Em muốn con gái. Con gái. she play game with game you. With me. Bây giờ còn muốn gì nữa không? Còn muốn thay đổi gì nữa không? Joe muốn Trà thay đổi cái gì nữa? Đừng chơi mà. Game thôi, còn muốn cái gì nữa không? Cái gì nữa? More. More? Muốn em là người nước ngoài ở Việt Nam. Người nước ngoài ở Việt Nam không thể nói tiếng Việt. Khó quá. Sống ở Việt Nam người nước ngoài sống khó quá. Khó quá hả? Sometimes I wish Cha Hiu anh là người nước chỉ ngoài. Người nước ngoài. Người nước ngoài. Muốn có nghĩa là muốn dạ, Trà muốn dạy cho tiếng Việt nhiều hơn hay sao? Không phải. Ý là muốn em hỗ trợ ảnh trong cuộc sống nhiều hơn. Đúng rồi. Yeah. Người nước ngoài ở Việt Nam nó rất là khó. Rất là khó. Dạ, đúng và khó tức là cái vốn tiếng Việt á không có biểu lộ được hết cái cảm xúc, dạ, cái mong rồi. Muốn. Cho nên là Joe muốn là Trà hiểu Châu nhiều hơn, đó, hiểu nhiều hơn và hỗ trợ nhiều hơn. Tại vì cái cuộc sống ở bên ngoài đã mỏi mệt lắm rồi. Giờ về nhà chỉ muốn là vợ chơi game với mình nè. Đó, vợ sẽ chia an ủi với mình nè. Tại vì sống xa cha mẹ không? Đi ra ngoài thì bị dị ứng da. Thành ra là không muốn ra ngoài nhiều, chỉ muốn ở trong nhà. Hai vợ chồng thôi thì cái đó chắc con làm được đúng không? Chắc đúng con rồi. Có thể đáp ứng được cái điều đó. Rồi. Con muốn có baby luôn chưa? Dạ tụi con dự định là khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. 2 năm nữa. Rồi. Dạ. 2 năm nữa. Có bị trễ không ta? 2 năm nữa rồi thêm 6 năm nữa là có người chơi game chung rồi. 2 năm nữa. Bé năm nay 29 rồi 2 năm nữa là 31. Con 31. Dạ, là khoảng năm 2013 là con muốn có baby. Để con sinh trong cái năm Thìn. Cho nó cùng tuổi với ảnh. Không, dù sao đi nữa là trong cái thời gian mà dịch vẫn còn như thế này thì anh vẫn khuyên là thôi cứ từ từ ha. Cho nó qua hẳn cái vụ dịch giả này đi rồi lúc đó rồi các em sẽ có một cái lễ cưới nè. Có gia đình hai bên và sẵn sàng coi như chào đón một thiên thần nhỏ. Em cảm ơn anh Quốc Thuận. Em cảm ơn. Em muốn nói một tay. Rồi, xin mời. Em muốn nói em sẽ chơi game một chút. Ít lại. Em sẽ học tiếng Việt hơn. Nhiều hơn. Chơi game ít lại, học tiếng Việt nhiều hơn. Em còn Trà có muốn nói gì thêm không? Nói nữa đi. Joe nói nữa đi. Khi em gặp ba mẹ của Cha, em nói là em muốn làm Cha hạnh phúc. Nên em suy nghĩ là chơi game ít lại, học tiếng Việt nhiều hơn. Hay là quan trọng cho chúng em. Ok. Rồi thôi thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ đạt được tất cả những cái điều mong muốn của mình. Ví dụ như 2 năm nữa sẽ có một thằng con trai một đứa con gái tuổi rồng. Bạn này thích con gái, còn con thích con trai hay gái? Thì con thích con trai. Đó. Thì trai hoặc gái tuổi rồng. Trai gái gì đều được cả. Hoặc là cả. Biết đâu một cặp.
một cặp rồng thì sao làm sao mà biết được đúng không? Song long luôn. Song long đó. Rồi xin cảm ơn Joe và Trà đã đến với chương trình. Thank you. Cảm ơn.